Hello, xin chào anh em, là mình Admin Hoàng Sơn, kênh Máy Cụ Đội đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên sóng một cái video mình giới thiệu đến các anh em những cái dòng sản phẩm mà tại shop Máy Cụ Đội chúng mình trong thời điểm đầu năm 2023. Thì nếu như thời điểm này mà anh em là những người mới chơi, có thể mình đang cần tìm những cái dòng máy ảnh nó giúp cho anh em mình học nhiếp ảnh này, mình đang làm quen với việc mình sử dụng máy ảnh, mình muốn có cái chất lượng ảnh nó tốt hơn để mình có thể mình trong cái đợt Tết sắp tới mình cần một con máy ảnh nó tốt để mình có thể mình đi chụp du lịch, mình chụp chơi. Có thể là trong dịp nghỉ lễ mình chụp những cái bức ảnh đẹp để dành tặng cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè. Thì một cái dòng máy mà anh em không nào bỏ qua, không thể nào mình chúng ta nên tham khảo mà có hiện tại đang có giá rất là phải chăng và mang trong mình những cái tính năng rất là hay, hỗ trợ tốt cho những người dùng mới chơi, đó chính là con Canon 750D. Con máy này thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều cái video ở trên kênh Máy Cụ Đội rồi. Nếu như anh em nào mà mình có muốn biết thêm thông tin chi tiết về con máy này thì chúng mình sẽ để một số cái đường link ở đây dẫn dạng video review của con máy này trước đây để anh em có thể mình xem và tham khảo. Thì trong video này thì mình cũng sẽ giới thiệu nhanh qua cho các anh em để hiểu về con máy này. Canon 750D thì là một con máy đến từ hãng Canon này, một hãng máy ảnh rất nổi tiếng. Nó mang trong mình cái cảm biến mà chúng ta hiểu là cảm biến crop APS-C. Cái cỡ cảm biến này giúp cho anh em có được một cái chất lượng ảnh nó đẹp, nó đủ để phục vụ cái nhu cầu mình chụp cho đam mê, mình chụp và phục vụ cho việc mình đăng lên mạng xã hội, đam mê Facebook, in ấn ở khổ A3, A4 mà vẫn cho cái chất lượng khổ in mình rất là tốt này. Và đặc biệt thì con 750D này nó có một cái điều rất là hay, đó là cái màu ảnh ăn sẵn của nó mà cũng được rất là nhiều những người dùng nghiệp dư qua nhiều năm sử dụng con này thì cũng đánh giá rất là cao. Cái màu ảnh của con 750D này thì khi mà anh em chụp ấy nó sẽ có một cái tông hồng ấm nó rất là tuyệt vời để nếu như mình chụp chân dung của những người mà mình chụp ấy thì sẽ cái phần khuôn mặt của họ, cái phần lớp da của họ sẽ được làm thêm một cái hiệu ứng nó nhìn rất mịn màng. Thế nên là nếu như anh em là một người mình muốn chụp chân dung nhiều và mình muốn có những bức ảnh mà chụp xong là đẹp ăn sẵn luôn ấy thì dòng 750D này sẽ cho anh em một cái màu ảnh nó rất là đẹp. Cái file JPEG của nó anh em chỉ chụp một phát là đã ra cái ảnh nó rất là đẹp rồi. Kèm theo kết hợp cùng với cái điều kiện ánh sáng nó tốt ấy và anh em có thêm một tí kiểu tư duy nhiếp ảnh nó tốt, hoàn toàn thể cho ra được những bức ảnh nó rất là đẹp để mình gửi tặng cho những người thân, cho những người trong gia đình trong cái dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán này. Bên cạnh đấy thì con máy này nó cũng có một số những điểm nữa, những cái điểm tính năng rất là hay nữa này. Đầu tiên nó có cái màn xoay lật. Cái màn xoay lật này thì nếu như anh em không biết cái màn này để làm cái gì thì chúng ta sẽ hiểu nôm na. Màn xoay lật này thì với những ai là những người mới chơi nhiếp ảnh thì nó sẽ thấy rất là thích cái màn xoay lật này. Nó giúp cho anh em có thể mình lấy những cái góc thấp, những cái góc cao, những cái góc selfie cái thứ rất là dễ dàng. Ví dụ như anh em mà mình sắm con 750D này mà kèm cái ống kính kiểu dòng zoom đa dụng nhờ con 1855 ấy, mình muốn dùng cái bộ máy mình để mình đi chụp trong chuyến đi du lịch, mình chụp bạn bè, chụp hội nhóm ấy. Thì cái việc mà con 750D này nó có màn hình xoay lật kiểu này giúp anh em mình cầm chụp rất là dễ dàng. Nó không phải mất thêm những cái thao tác như kiểu mình phải nhờ người khác chụp này, hay là mình phải cắm cái chân máy các thứ, nó mất thêm cái chi phí và phải tốn thêm những cái công đoạn ấy. Thì việc mà cái con máy dành cho người mới chơi có cái màn hình xoay lật kiểu này nó sẽ là một cái tính năng rất là hay để anh em có thể mình lấy những cái góc ảnh một cách cực kỳ tiện lợi. Bên cạnh đấy cái màn hình này nó cũng có cảm ứng nhá, cảm ứng cũng khá là mượt mà, để nếu như mình chưa hiểu được những cái phím nút ở trên cái thân máy con 750D này thì mình cũng có thể mình thao tác rất là nhanh, rất là tiện ở trên cái màn hình cảm ứng này. Thường những cái dòng máy ảnh mà có cái màn hình cảm ứng xoay lật kiểu này thì được shop Máy Ảnh của chúng mình cũng recommend, cũng đề xuất đến các bạn người mới chơi rất là nhiều bởi vì cái tính dễ dàng, cái tính dễ dùng của nó. Bên cạnh đấy thì con máy này cũng có cái tính năng rất là hay nữa, cũng không hiểu mà mình chúng ta bỏ qua được, đó chính là cái kết nối wifi giúp cho con máy có thể chuyển ảnh trực tiếp từ máy ảnh sang điện thoại rất là dễ dàng. Anh em chỉ cần trên cái điện thoại smartphone của anh em, dù là điện thoại iPhone hay là các cái dòng điện thoại của Android ấy, thì chỉ cần mình download cái app về và mình kết nối cái wifi trên cái con 750D này là anh em có thể mình chuyển ảnh được trực tiếp từ máy ảnh sang điện thoại để mình có thể là trong trường mình vừa chụp xong mình muốn gửi ảnh cho người khác hạn, hoặc là mình muốn trong chuyến đi chơi mình không muốn đợi cái việc mình phải về nhà mình chuyển ảnh ra máy tính laptop thứ để mình mới có thể đăng được lên trên mạng ấy, thì những cái dòng máy có kết nối wifi kiểu như con 750D này cho anh em được một cái khả năng mình lấy ảnh rất là nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Thế là ba cái điểm thế mạnh chính của con 750D. Đầu tiên đó là cái màu ảnh chụp chân dung ăn liền rất là đẹp mắt này. Thứ hai là một cái con máy nó có cái màn xoay lật cảm ứng rất là tiện lợi cho các anh em mới chơi mình lấy góc ảnh một cách dễ dàng. Và một cái điểm mạnh thứ ba đó là kết nối wifi giúp cho các anh em mình lấy ảnh chuyển từ máy ảnh sang điện thoại rất là dễ, không cần phải sắm thêm những cái phụ kiện, không cần phải mất thời gian mình chờ hết buổi để mình về mình chuyển qua laptop để mình có thể mình lấy ảnh. Một con máy rất tuyệt vời để anh em có thể trong thời điểm này mình đang muốn tìm hiểu nhiếp ảnh, mình muốn đang làm quen với một cái dòng máy ảnh nó cũng thực dạng là dòng bán chuyên có nhiều tính năng rất tốt, hiệu năng khá là ok để người dùng có thể mình sử dụng. Thì con 750D này thì hiện tại thì cũng đã được rất là nhiều những người mới chơi hoặc là những người nhiếp ảnh nghiệp dư họ lựa chọn con này, nên nếu như anh em nào mà có thể
mình đang hơi băn khoăn, mình đang lăn tăn trong việc lựa chọn con máy này, thì anh hoàn toàn thấy yên tâm nhá. 750D là một trong con máy bán chạy nhất tại shop máy quân đội chúng mình và được rất là nhiều những người mới chơi lựa chọn, và đều khi mà các anh em đã chọn con máy này và feedback lại thì đều cho một cái mức độ hài lòng về sản phẩm này, nó rất là tốt. Một con máy nó giúp cho các anh em, cho những người mới chơi có thể làm quen nhiếp ảnh một cách rất dễ dàng. Thì nếu như anh em mà đang quan tâm đến con 750D này ấy, thì nó sẽ có một số những cái điểm này anh em cần phải lưu ý này. Nếu như mình đang muốn sắm con máy này thì thứ nhất là dòng 750D này thì nó cũng là một con máy nó chỉ dành cho phục vụ cho những người mới chơi thôi. Em cũng không cần phải quá lăn tăn đắn đo việc con máy này liệu có phải là con máy kiểu nhiều người thợ cày người ta dùng các thứ mà chất lượng có bị kiểu hao hụt nhiều theo thời gian hay không. Bởi vì con máy này thì phần lớn đều là những người mới chơi, họ lựa chọn máy này để họ tập làm quen nên thường là được giữ gìn rất là cẩn thận. Tình trạng thường những dòng 750D này thường đều mang cái tình trạng dù là máy đã qua sử dụng nhá, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp này, trông rất là mới. Và một cái vấn đề thứ hai anh em cũng cần lưu ý này là có cái dòng 750D này có một số những cái phiên bản khác nhau. Thực ra thì về cái độ khác nhau về kiểu tính năng hiệu năng thì không có khác nhau nhiều đâu, nó chỉ có khác nhau về cái tên gọi. Bởi vì cái dòng 750D này thì nó được bán trên 3 thị trường chính. Tại thị trường quốc tế thì sẽ có tên là 750D như mình đang cầm trên tay ở đây. Một cái thị trường nữa là thị trường Bắc Mỹ thì con 750D nó sẽ được thay đổi tên một chút, đó là nó sẽ đổi thành tên là Rebel T6i. Nó cũng không khác gì so với con phiên bản quốc tế cả, nó chỉ có cái là nó khác cái tên ở phần đề can giá trước như này thôi. Và một cái phiên bản thứ ba được bán trong thị trường nội địa Nhật, nó sẽ được đổi tên một chút là thành Canon EOS Kiss X8i. Nó cũng sẽ có cái tính năng hoạt động các thứ, chất lượng nó cũng chả khác gì so với hai phiên bản quốc tế và phiên bản Bắc Mỹ. Nên anh em nào mà mình có thể mình bắt gặp một trong những cái ba cái tên, những cái dòng máy mà mình vừa kể ấy, thì nó sẽ đều là ba phiên bản khác nhau của con 750D. Nó không khác gì cái tính năng, cái hoạt động của nó cả. Nó chỉ có khác nhau một cái tên để mình phân chia những cái thị trường khác nhau thôi. Nếu như anh em nào mà đang quan tâm đến cái gia đình con máy này và muốn biết thêm thông tin chi tiết về những cái ưu đãi, về những cái thông số, về những cái tính năng của cái dòng máy 750D thì hãy để lại bình luận dưới comment để chúng mình có thể cung cấp thêm cho các anh em cái thông tin chi tiết nhất nha. Ok, nếu như anh em đang cảm thấy những cái video giới thiệu sản phẩm này hay và muốn có thêm những cái video giới thiệu sản phẩm nhanh để các anh em có thể mình cùng tham khảo, mình cùng lựa chọn trong cái dịp đầu năm 2023 này, thì hãy để lại một like, một sub để đón xem cái video theo của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video sau. Mình là Hoàng Sơn.